Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin Top News của Đài Truyền hình Việt TV Radio và chúng tôi xin phép quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí. Thưa quý vị, Hoa Kỳ tưởng niệm ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam đầu tiên. Hoa Kỳ vào hôm 29 tháng 3 đã cử hành ngày cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam lần đầu tiên để tưởng niệm những người lính Hoa Kỳ đã hy sinh trong cuộc chiến Việt Nam. Tại trung tâm thủ đô Washington DC, lễ đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam do Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Cựu chiến binh sự vụ tổ chức đã thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều người. Trong đó có các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam cùng với thân nhân của những người đã ngã xuống trên chiến trường Việt Nam. Tổng thống Donald Trump năm ngoái ký ban hành đạo luật công nhận cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam năm 2017. Theo đó, ngày quốc lễ cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam sẽ được kỷ niệm vào ngày 29 tháng 3 hàng năm. Ngày này năm nay, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cũng sẽ hỗ trợ hàng trăm sự kiện ở nhiều tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ để công nhận, tôn vinh và cảm tạ các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam cùng gia đình họ vì phụng sự và hy sinh của họ. Trong khi đó, thì dân Việt Nam sắp bị BOT đường thủy đầu tiên. Giữa lúc công luận bất mãn với tình hình trạm thu phí BOT mọc lên như nấm trên khắp các nẻo đường bộ, thì nay Việt Nam sắp sửa có trạm thu phí BOT đường thủy đầu tiên đặt tại Sài Gòn. Trạm thu phí BOT đường thủy đầu tiên của Việt Nam đã xuất hiện tại Sài Gòn và dự trù sẽ chính thức thu phí từ cuối năm 2018. Ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải ở Sài Gòn cho biết, dự án cầu đường sắt Bình Lợi mới và nạo vét luồng sông Sài Gòn sẽ hoàn thành vào cuối năm 2018. Tin cho hay được khởi công hồi tháng 4 2015 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, có nghĩa là hơn 57 triệu Mỹ Kim. Dự án đường thủy đầu tiên của Việt Nam thực hiện theo hợp đồng BOT xây dựng, kinh doanh, chuyển giao, tức dự án giao thông được nhà đầu tư ứng trước để làm, rồi mới thu phí. Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý cho công ty đầu tư BOT Bình Lợi làm chủ đầu tư dự án thu phí để hoàn vốn. Thời gian thu kéo dài trong 20 năm 9 tháng, dự kiến thu được 1.100 tỷ đồng, tức là hơn 48,2 triệu Mỹ Kim. Trong khi đó, thì Trung Quốc đã siết nhập cảng nông sản của Việt Nam. Theo Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam cho biết, từ ngày 1 tháng 4, Trung Quốc yêu cầu các doanh nghiệp nhập cảng hoa quả nước này khi làm thủ tục xin giấy phép kiểm dịch động thực vật nhập cảng phải cung cấp thêm hình ảnh chụp bao bì chứa thông tin nguồn gốc chất lượng sản phẩm, bao gồm tên sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ, tên hoặc mã số nhà xưởng, đóng gói bằng tiếng Trung hoặc là tiếng Anh. Trước đó, vào cuối năm 2016 và đầu năm 2017, Trung Quốc cũng đã đặt ra các yêu cầu rất nghiêm ngặt với gạo Việt Nam và đã sang tận ruộng, vào tận nhà máy để kiểm tra quy trình sản xuất, chế biến gạo. Ông Lê Văn Thiệt, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật Cộng sản Việt Nam cho biết, vừa qua phía Trung Quốc đã phát hiện một số lô trái cây từ Việt Nam nhiễm dịch, nhưng lại không truy ra được nguồn gốc vì trên bao bì ghi nhãn không đầy đủ, nên đã tỏ ra tức giận và làm mạnh tay. Năm ngoái, kim ngạch xuất cảng rau quả vào Trung Quốc đạt 2.65 tỷ Mỹ Kim, tăng 52% so với năm 2016. Thị trường Trung Quốc hiện chiếm 3/4 tổng kim ngạch xuất cảng rau quả của Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đã tránh sân golf khi duyệt mở chi phí đường bay Tân Sơn Nhất. Mạng xã hội vẫn đang suy đoán nguyên do khiến Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc quyết định chọn kế hoạch mở rộng, nâng cấp phi trường Tân Sơn Nhất về phía Nam thay vì phía Bắc, nơi đang có sân golf của Bộ Quốc phòng cho tư nhân thuê, án ngữ. Tranh cãi về việc sân golf nằm cạnh phi trường trong lúc sân bay Tân Sơn Nhất thường xuyên rơi vào tình trạng quá sức đã dấy lên từ tháng 6 năm 2017, nhưng đến nay ông Phúc mới quyết định mở rộng. Thời điểm đó, truyền thông trong nước liên tục phản ánh về việc tồn tại một sân golf tráng lệ cũng mang tên Tân Sơn Nhất, rộng đến 157 hectare, chỉ dành cho dân nhà giàu đến giải khuây. Trong lúc các máy bay muốn hạ cánh trong giờ cao điểm, thường phải bay vòng nhiều lần do bãi đổ và đường băng bị hạn chế. Động thái của ông Phúc được giới quan sát đánh giá là chính phủ Cộng sản Việt Nam phải nhượng bộ Bộ Quốc phòng cũng như phải chiều theo ý của đại gia Dương Công Minh, ông chủ của tập đoàn Him Lam, hiện đang sở hữu sân golf sân bay Tân Sơn Nhất. Dân biểu Lowenthal nêu vấn đề nhân quyền Việt Nam với đại sứ Brent Brink. Thưa quý vị, dân biểu Liên bang Hoa Kỳ Alan Lowenthal trong đầu tuần này đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Brent Brink. Dân biểu này đã trao đổi một số đề tài quan trọng với vị đại sứ này, bao gồm vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, vì Cộng sản Việt Nam tiếp tục quản thúc Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ,
vấn đề trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa và những đàn áp cũng như cách đối xử của chế độ đối với các tù nhân lương tâm tại Việt Nam. Cuộc nói chuyện giữa đại sứ Brent Brink và dân biểu Lowenthal cũng đã nhắc đến một số vấn đề mà dân biểu này đã có dịp làm việc với các vị đại sứ tiền nhiệm, như việc trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa là nơi an nghỉ của hơn 16.000 tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mà đại sứ Brent Brink đã đích thân đến thăm viếng và thắp hương. Ngoài việc trao đổi với đại sứ về trường hợp các tù nhân lương tâm đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, dân biểu Lowenthal cũng đã nhắc đến tầm quan trọng của Việt Nam trong tình hình chính trị Đông Nam Á, đặc biệt liên quan đến Trung Quốc. Chuyển sang bản tin giải trí, thưa quý vị, nam diễn viên Sean Penn đã kích phong trào Me Too trong sách mới. Nam tài tử gạo cội từng đoạt giải Oscar Sean Penn đã vừa viết xong một quyển sách, trong đó bao gồm một bài thơ mang nội dung chỉ trích phong trào phản đối tình trạng lạm dụng tình dục phụ nữ. Me Too đang được nhiều người hưởng ứng trên toàn thế giới hiện nay. Quyển tiểu thuyết mang tính hư cấu nêu trên đã được tác giả đặt tên là Bob Honey Who Do Stuff. Sean Penn đã gọi phong trào Me Too là một cuộc chinh chiến của trẻ em. Ngoài ra, bài thơ ở cuối quyển tiểu thuyết còn nhắc tới tên của những người từng bị cáo buộc tội danh tấn công tình dục như danh hài Louis C.K. và ký giả Charlie Rose. Vụ bê bối tấn công tình dục không chỉ làm tổn hại tới sự nghiệp của Charlie Rose mà còn khiến ông bị hai trường đại học thu hồi lại tấm bằng danh dự. Có đến 8 phụ nữ đã đứng ra chỉ chứng và cáo buộc Charlie Rose hành vi quấy rối tình dục. Charlie Rose đã bị đài truyền hình CBS và PBS sa thải vì vụ bê bối này. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa kết thúc phần tin Top News cho ngày hôm nay. Duy Khang và Thi Nhung chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào.